Thưa quý vị, tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, có một điểm đến mới đầy thú vị và nhân văn đang được cộng đồng chia sẻ rộng rãi. Tại nơi này, mọi người không chỉ được thưởng thức những thức uống ngon, cùng con trẻ trải nghiệm các hoạt động vẽ tranh, làm đồ mỹ nghệ, làm bánh, pha chế thức uống, v.v. mà quan trọng hơn là được cảm nhận tình yêu, sự bình đẳng dành cho những thanh thiếu nhi không may mắn bị khiếm khuyết về cơ thể. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị điểm đến này. Tọa lạc trên đường Lê Long Vân, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, workshop Love and Peace đi vào hoạt động từ hơn 2 tháng nay, chuyên phục vụ các thức uống do các học viên là thanh thiếu nhi bị điếc pha chế. Các em đến từ trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ quán workshop Love and Peace là chị Vũ Thị Như Ngọc, cũng là cô giáo trực tiếp dạy các em tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Ở đây rất là tận tình, mà nó thấy những người đến nó phục vụ rất là tận tình, mời chào, gật đầu cúi đầu chào, khoanh tay ạ, đó nó như vậy luôn, rất là tận tình, khách rất là quý mến. Các cháu gọi là pha chế đúng mức luôn. Cô bây giờ là khách VIP ở đây rồi, uống quanh năm ở đây luôn, sáng trưa luôn. Chủ quán workshop Love and Peace là chị Vũ Thị Như Ngọc, cũng là cô giáo trực tiếp dạy các em tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Vì cô Ngọc nỗ lực mở quán này nhằm giúp các em có việc làm để tự nuôi sống bản thân, được hòa nhập với xã hội sau khi đã hoàn tất chương trình học tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Chính vì vậy, song song với việc đầu tư quán, cô Ngọc còn bỏ tiền thuê nhân viên pha chế chuyên nghiệp đến dạy miễn phí cho các em. Hiện có 6 em đang học việc tại workshop Love and Peace. Công thức thì khó nhớ, vì trái cây thì theo mùa khác nhau, khách thì cũng có sở thích khác nhau. Nhưng thầy Vũ, thầy Sang, cô Ngọc giúp nhiều nên làm tốt hơn. Những người bình thường là học một cái môn nào là nghề nghiệp hoặc là nghệ thuật thì nó đã khó rồi. Còn nếu các em là phải cố gắng hơn người khác gấp đôi, gấp ba lần nên... Vậy các em là đầu tiên là phải kiên nhẫn. Tụi em làm cái gì đó thì em phải cầm tay chỉ việc từng chút chút một. Thì các em không thể nghe, không thể hiểu được những gì mình nói. Sau khi thành thạo nghề, các em sẽ được ký hợp đồng với mức lương từ 5 triệu đến 7 triệu đồng một tháng. Cái tên Love and Peace đó, nó có nghĩa là cái sự yêu thương rất là đồng đầy ở đây và một cái tâm trí bình đẳng dành cho tất cả các em. Nó không có cái sự phân biệt đối tượng nào ở đây cả. Miễn là các em cảm thấy là yêu quý công việc, biết sử dụng chính sức lao động của mình để mà mình có thể tạo ra những cái sản phẩm để phục vụ không chỉ là riêng cộng đồng người điếc mà phục vụ được cho tất cả mọi người, để các em có thể đứng trên cái đôi chân của mình để có thể là nuôi sống được bản thân mình. Để workshop Love and Peace trở thành một điểm đến thú vị, không có sự phân biệt kỳ thị giữa trẻ bình thường và trẻ bị khiếm khuyết về cơ thể, cô Ngọc đã mời các thầy cô dạy vẽ, làm bánh đến quán mình dạy học vào các buổi sáng thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần, với mức học phí vừa đủ để chi cho mua sắm giấy, màu mực, nguyên vật liệu học. Hiện mỗi lớp kỹ năng này thu hút từ 15 đến 20 bé tham gia. Mình làm sao để cho các bạn nó có chung một cái cảm nhận, tức là đầu tiên là mình sẽ cho các bạn tự thể hiện mình trên những cái tác phẩm, kích thích cho các bé sáng tạo, thể hiện được cái đam mê của mình. Bản thân Thắng là một người khuyết tật thì đến với workshop này là một cái giống như một cái trải nghiệm, rồi có được việc làm là một cái điều quá tuyệt vời. Con đến đây học vẽ chữ thư pháp và đến đây thì con cũng rất là vui được quen thêm nhiều bạn nữa. Không chỉ tổ chức nhiều sân chơi, lớp học thú vị cho thanh thiếu nhi, workshop Love and Peace của cô Vũ Thị Dương Ngọc luôn sẵn lòng đón các em khiếm khuyết về mặt cơ thể đến học nghề và làm việc. Cũng là cách để tạo niềm tin, tạo động lực, giúp các em tự tin, hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống.